Xin chào toàn thể các bác anh chị yêu hoa phong lan. Vườn lan Trung Mã Cao Bằng rất là vui khi mà buổi chiều hôm nay lại được giao lưu với toàn thể các bác anh chị. Và chả biết nói hơn, xin được chúc toàn thể các bác anh chị một buổi chiều thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình yêu thương của mình. Và buổi chiều hôm nay thì em sẽ có một chút mặt hàng thuần, cũng như là có một lô phi điệp hàng bóc rừng về để giao lưu với toàn thể các bác anh chị. Thì các bác anh chị đặt hàng thì vui lòng nhắn tin hoặc là gọi điện thoại vào hai số điện thoại, đó là số điện thoại 0868 376 205 và số điện thoại 0949 26 1918. Em tên là Mã Bảo Trung, em sống ở tổ 7 phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Đợt này thì em sẽ bán hàng thuần rất là nhiều nhé các anh chị nhé. Em sẽ bán hàng thuần rất là nhiều nên là các anh chị với giá là cực kỳ rẻ và cạnh tranh luôn. Thì cũng mong các anh chị xem hết video, cũng đừng quên là đăng ký kênh cũng như chia sẻ bài kênh của gia đình chúng em tới toàn thể các anh chị yêu hoa phong lan khắp mọi miền Tổ quốc để bản thân mô hình chúng em được giao lưu với toàn thể các anh chị nhé. Thì để không mất thời gian hơn, em xin phép vào trong kia ghi hình từng mặt hàng mà buổi chiều hôm nay muốn giao lưu với toàn thể các anh chị luôn. Thì như em đã giới thiệu qua thì em xin phép được giới thiệu từng loại hàng một. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu hàng khóm, phi điệp hàng khóm mà hàng nhổ rừng Cao Bằng về để giao lưu với toàn thể các anh chị với giá như em niêm yết ở trên bài này. Thì những video trước hoặc là những bài đăng em trước đây thì em đăng rất là đắt, phải nói là giá em nhập theo thời kỳ và theo khoảng thời gian thì giá nó sẽ lên xuống, và em sẽ báo giá từng khóm. Các bác anh chị nào ưng khóm nào, giò nào thì lấy nhá. Số 1 này em bán 1,5 triệu này, cũng có hai thân. Cái này thì được một giò luôn các bác ạ. Đây, chúng ta được một giò luôn. Đấy, 1,5 triệu cho hình số 1 này. Và hàng này thì hầu như là không có hoa được các bác ạ. Không thấy có hoa. Đấy, 1,5 triệu cho hình số 1 nhé. Hình số 2, 1,2 triệu. Không có một thân tơ này, dài 40 cm rồi. Và có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 thân già nhé các bác anh chị nhé. 1,2 triệu có 8 thân già và 1 thân tơ, tổng là 9 thân. Đấy, chúng ta thoải mái cắt ki để ươm ki. 1,2 triệu cho hình số 2. Hình số 3 em bán 600.000 này, các bác nhìn này. Đấy, số 3, 600k cho hình số 3 này. Đấy, 600k cũng được một dây luôn ạ, cũng được một giò luôn. Số 4, 600k, ngắn hơn nhưng lại nhiều thân già hơn nhé các bác nhé. Đó. Tiếp theo này, ở phía bên này còn có rất là nhiều này. Số 5 các bạn xếp ở phía bên ngoài này. Số 5 thân rất là mập. Đấy. Tất cả hàng em bán đều là hàng lá nhựa rất là đẹp nhá. Em bán 1 triệu. Một thân tơ và 7 thân già. Thân này rất là mập đẹp. Và giá 1 triệu đồng cho thân số 5 này. Thân số 6 em bán 1,2 triệu. Em có cái này thì có một cái ki với lại hai thân nhá các bác anh chị này. Đây. Đó. Một triệu 200.000. Dạ. Có ly gạo á? Đợi đợi cháu một tí nhé. Số 7 400k nhé. Đây ạ. Một thân tơ và 3 thân già. Số 8 600k. Một thân tơ và 7 thân già. Đấy. Số 9 750. Một thân tơ và 5 thân già các bác ạ. Đấy. Rất là mập đẹp. Đấy. Số này rất là đẹp luôn ạ. Số 9 750 rất là đẹp luôn. Số 10. Số 10 đây ạ. Số 10 em bán 600 rồi ạ. Đây ạ. 600 cho một khóm này. Số 11 em cũng bán 600. Đây các bác xem này. Đó. Số 12 500.000 một khóm. Số 13 600. Rất là nhiều thân già để chúng ta tới này chúng ta cắt ươm ki nhá. Số 14 750k này các bác này. Rất là đẹp luôn. Số 8 850. Rồi. Vừa rồi là những cái hàng mà bóc rừng em muốn giao lưu với toàn thể các anh chị.
Và đây là em sẽ là bán cái hàng thuần của gia đình chúng em nhé. Hàng thuần, hàng 1 đến 2 năm cho các bác anh chị sưu tầm nhé. Số 1 có hai thân rất là đẹp. Lá nhựa cực đẹp luôn các bác nhé. Đây. Hai thân tơ cực kỳ đẹp đây. Và có cả thân già này. Đây. Em bán 1.800.000 cho giò số 1. Đó. Đây. Số 2. Số 2 đã có mặt hoa nhé. Nào ai ưng mặt hoa này thì lấy luôn nhé. Đây. Số 2 có 1 2 3 4 thân các bác nhé. Phát triển rất là tốt luôn. Số 2 em bán với giá 3.800.000. Đây. Bác nhìn lá của nó hoàn toàn là không bị lỗi một tí nào, rất là đẹp luôn đây. Và những cái giò này thì dành cho các bác anh chị mà mới bắt đầu tập chơi lan hoặc là chúng ta không có thời gian để trồng thì chúng ta có thể mua luôn những giò như thế này, số 2 3.800.000 nhé. Số 3 2.800.000 đây. Đây, số 3 có 3 thân rất là đẹp này. Và những cái hàng trồng thuần này thì kiểu gì cũng có hàng thân già đi theo nhé bác nhé. Để chúng ta vừa cắt vừa ươm ki cái khúc cây nhãn 3 thân. Ở đây giò số 4 là giò đẹp nhất trong phiên buổi tối ngày hôm nay em bán hàng giò nhé. Em bán 4.800.000 cùng có 1 thân này, 2 thân này, 3 thân này, 4 thân này, 5 thân này, 6 thân, 7 thân tất cả. Giò này rất là đẹp luôn. Đây. Đó, 7 thân và rất là nhiều thân già nữa nhé. Giò cuối cùng là giò số 5 em bán 3.500.000. Các bác nhìn này, đấy. Ở ngoài nhìn đẹp mê ly luôn các bác ạ. Đấy. Đó, 3 thân tơ và 3 thân già nữa này. Các bác nhìn này, cây đang phát triển rất là tốt luôn. Rồi, kết thúc phần thứ hai đó là phần em bán hàng thuần. Tiếp theo đó là cái hàng kg tổng hợp nhé các bác anh chị nhé. Phi điệp vàng ở đây ạ. Phi điệp vàng ở đây. Giá em bán là 160.000 một kg này. Hoàng thảo long nhãn này, 60.000 một cân này, các bác nhìn này. Rồi. Phía trong này một thứ một tí em bán bó quế nâu này. Với lại một ít văn đai hương chanh này, tất cả chỗ này nhá, 250.000. Tất cả chỗ này 250.000. Rồi. Chỗ toàn bộ chỗ hài này. Anh chị em nào yêu hài lấy hài thì lấy hết chỗ này cho em nhé, gồm có cả hài mốc hồng này, hài gấm này và hài Helen, ba loại hài tổng hợp đây. Em bán 200.000 toàn bộ chỗ này. Ba loại hài. Ở đây em có một ít hoàng thảo vôi nữa. Thảo vôi chiều nay về 250.000 một cân này. Một ít giáng hương đuôi trồn 190.000 một cân này. Đấy. Tiếp theo hoàng thảo hạc vĩ bắc. Em sẽ vẫn bán với cái giá rất là rẻ cho anh chị em sưu tầm với giá 230.000 một kg. Đấy, 230.000 một cân ạ. Tiếp theo phía trong này vảy rồng. Em bán 120.000 một cân ạ. 120.000 một cân nhé các anh chị nhé. Rồi, tiếp theo hoàng thảo ý ngọc 240.000 một kg. Hoàng thảo ý ngọc hôm nay em sẽ bán giảm hơn 10.000 so với những phiên trước. 240.000 một kg ạ. Hoàng thảo môi tua phía trong kia 100.000 một cân. Đây, hàng hôm nay vừa về được vài cân đây. Kiều vàng 150.000 một kg. Kiều vàng nhé các bác nhé. 150.000 một cân ạ. Đấy. Chỗ kiều vàng này 150.000 một kg cho anh chị em sưu tầm luôn. Tiếp theo phía trong này, cả chỗ kiều vuông thân dài với lại chỗ đùi gà này, em bán thanh lý luôn chỗ này nhé. Kiều vuông thân dài và chỗ đùi gà kia em bán với giá 300.000 nhé. Toàn bộ chỗ này 300.000. Đấy. Anh chị em nào lấy thì comment cho em luôn số điện thoại hoặc lấy cho em luôn. Ngọc thạch 3 màu 140.000 một kg nhé. Ngọc thạch 3 màu 140.000. Tiếp theo phía ngoài này, hoàng thảo hoàng lạp, hàng cũng mới về đây các bác nhìn, rất là đẹp. Hoàng thảo hoàng lạp em bán với giá là 120.000 một kg. Đấy, hoàng thảo hoàng lạp vừa rẻ vừa đẹp vừa chất lượng. Đó, 120.000 một cân ạ. Hàng chúng em còn chưa cắt dây đây này. Đấy, 120.000 một kg nhé. Giáng hương tam bảo sắc đây. Giáng hương tam bảo sắc 165.000 một kg. Hàng cũng vừa về được khoảng gần chục cân thôi. Đấy, 165.000 một kg. Bao hàng đẹp cho các bác luôn. Đây. Đó.
165k một cân. Giá hương đuôi cáo trường em về được 25kg. Giá bán là 165.000 một cân ạ. Giá hương đuôi cáo. Và cuối cùng là mặt hàng kiều hồng. Kiều hồng hay còn gọi là kiều tím miền Trung nhé. Đấy. Kiều tím miền Trung. Kiều tím miền Trung em bán 240.000 một cân nhé các bác chị nhé. Đấy, có vài cân thôi. Có vài cân thôi đấy. Trên đây là tất cả những mặt hàng của buổi chiều hôm nay em có. Thì các bác anh chị có thể lấy combo nhé. Combo gồm có kiều hồng đuôi cáo, tam bảo sắc, hoàng lạp, ngọc thạch, kiều vàng, môi tua, ý ngọc, vảy rồng, hạc vĩ bắc và long nhãn. 1, 2, 10, 10 loại nhé các anh chị nhé. 400.000 một combo này, cũng có 10 loại lan. Đấy. Cuối cùng thì em xin phép được chia sẻ một chút về cái hàng phi điệp tím mà em đang bán. Thì cô dì chú bác anh chị khi mà mua hàng của shop chúng em về có thể trồng theo cách của gia đình chúng em, đó là trồng như thế này. Đấy, như trên hình, như trên video đấy. Thì chúng ta có thể trồng đứng như này. Và ở dưới là vỏ thông. Đệm một ít rêu nhé các bác nhé. Đây vỏ thông đệm một ít rêu đây. Em sẽ cho các bác xem có những khóm nó đã có rễ ra rồi. Thậm chí rễ rất là nhiều. Thậm chí rễ rất là nhiều. Đây như khóm này nó có rễ trắng tinh này. Đấy. Đó. Đấy thì chúng ta có thể trồng như thế này. Rất là đơn giản các bác ạ. Và chúng ta tưới ẩm, giữ ẩm gốc hàng ngày để cây nó bám rễ, nó phát triển. Đấy. Từ giờ cho đến cuối năm thì bộ rễ của nó cũng sẽ ăn đây, đến đây trắng tinh hết các bác nhé. Đấy, đã ra đến đây trắng tinh hết và chúng ta có thể tiến hành bón phân cho cây được. Đấy. Cách trồng cũng không phải phức tạp lắm đâu. Vỏ thông, ở trên là vỏ thông mịn, ở dưới là vỏ ở trên là vỏ thông mịn, ở dưới là vỏ thông thô. Chúng ta muốn tiết kiệm thì chúng ta có thể lót xốp bọt biển vào dưới đáy để cho tiết kiệm cái vỏ thông. Đấy. Chỉ có 3 loại giá thể duy nhất thôi. Và chúng ta sẽ trồng những chậu lan phi điệp tím lên như thế này. Và đây là em mới trồng nhá. Và em sẽ chia sẻ một chút về cái cách trồng như thế này sau khoảng thời gian tầm khoảng 2 tháng nó sẽ được như thế này. Xin phép được giới thiệu với các anh chị ở phía bên trên này. Đây, ở đây có một hàng đây. Và em cũng xin chia sẻ luôn cho các anh chị yêu hoa lan để được biết luôn. Đây, cái này là em không tách thân già nhé. Và những khóm của dành chúng em giao lưu với toàn thể các anh chị là cũng chưa tách thân già, nó như thế này. Em có thể cho các bác xem qua cái gốc và cái rễ của nó để các bác xem là cái nó sự phát triển của nó như thế nào. Rồi, em sẽ bới vào gốc nhé các bác nhé. Đấy. Đây, các bác nhìn đây. Đây bắt đầu nó có rễ, những cái rễ mà rễ nó bắt đầu rễ chia rễ xương cá ra là nó sẽ có đủ sức để hút chất dinh dưỡng. Đó các bác nhìn đó. Đây rễ bắt đầu chia rồi đây. Đó rễ chia là cây sẽ phát triển. Và chúng ta có thể tiến hành cắt bỏ những thân già đi. À xin lỗi, cắt bỏ những rễ già đi ạ. Cắt bỏ những rễ già đi. Và chúng ta sẽ tiến hành trồng như thế này. Thì, sau tầm khoảng sau tầm khoảng 2 tháng thì cây sẽ phát triển được như thế này. Các bác có khá là nhiều giò đẹp đấy ạ. Ở trên này thì em không tiện lắm bởi vì ở trên em vừa trời vừa mưa xong. Không tiện để các bác xem được lắm. Đây. Cụ thể những giò này đây, rễ nó bắn hết ra ngoài đây. Đó. Như thế này là ok rồi các bác ạ. Đừng cắt thân già vội nhá. Như cái lô lúc nãy là em cắt thân già. Nhưng em nghĩ rằng là nó sẽ không hiệu quả lắm bởi vì ở dưới các bác các tỉnh đồng bằng thì nó sẽ nóng hơn. Ở trên em mát thì em có thể làm thế nào cũng được. Nhưng mà như các bác ở dưới kia nóng hơn thì em nghĩ rằng là chúng ta để nguyên chậu như này, để nguyên khóm như này. Đó, và chúng ta trồng lên như này. Cái thân già chúng ta có thể bó lên như này cũng được. Đấy, không sao cả. Đấy. Nó phát triển rất là mạnh luôn các bác nhé. Phát triển rất là mạnh luôn. Về cả kể cả về thân, về rễ, về lá phát triển. Đây, cây đang lên vụt vụt đây các bác đây. Đó. Đấy, lên vụt vụt. Rất là đẹp luôn ạ. Đó, và chúng ta có thể áp dụng ngay cái cách trồng như thế này với bản thân mô hình cũng như nhà vườn mình. Đấy. Em tin chắc rằng là khi từ giờ đến Tết thì nó sẽ ra rễ được trắng tinh hết. Và cây của nó sẽ phát triển cực kỳ tốt luôn các bác ạ. Có một lô nữa em cũng tách. Em cũng tách thân ra như ở bên kia, như ở bên mà lúc nãy em vừa cho các bác xem á. Đây. Cái lô này là em cũng tách thân. Em chỉ để một thân tơ với lại một thân hoa để nuôi nuôi cây thôi.
Đấy, cái này thì vừa rồi em tách này, các bác nhìn này. Đấy, các bác nhìn xem. Nó tổng thể của thân này nó như thế này. Và em sẽ cho các bác xem cái gốc nhé. Đây, rễ đây. Cây này thì em đã trồng được khoảng 2 tháng rồi. 2 tháng rồi, em lấy về từ cái lúc mà nó chưa có hoa cơ. Các bác nhìn rễ của nó yêu ạ. Đấy. Rễ rất là khỏe. Và em sẽ lấy thêm xuống một giò nữa cho các bác xem nhé. Giò này là giò to nhé, và em sẽ lấy giò bé. Sau đấy sẽ lấy giò một giò nữa, cây nó tương đối bé cho các bác xem nhé. Đây em sẽ lấy giò bé này. Em sẽ lấy giò bé này cho các bác xem. Chút nữa thì sau khi xong video chia sẻ thì em sẽ treo lên lại. Treo lên lại ở vị trí cũ, bởi vì thì nó đã thích nghi ở cái môi trường ở chỗ đấy rồi, thì chúng ta nhấc chỗ khác nó không tiện cho lắm. Các bác xem. Dễ đây. Đó, cây này bé hơn nhé. Và chúng ta thấy nó phát triển rất là khỏe, lực rất là khỏe luôn. Đây, hai chậu. Ok. Buổi chiều hôm nay thì em có những mặt hàng giao lưu và em có chia sẻ một chút về cách trồng phi điệp mà em hiện tại em bán đang bán giao lưu ở tại kênh. Buổi chiều hôm nay em có tổng khoảng 15 đến 17 khóm thì đấy. Thì các anh chị cảm thấy hay hoặc là cảm thấy cái cách trồng của chúng em cảm thấy hợp lý và thích hợp với lại môi trường mô hình mình thì chúng ta có thể nên áp dụng, có thể áp dụng ngay và cách trồng như thế. Rồi em xin phép được khép lại video bán hàng cũng như là chia sẻ ở phần cuối video tại đây. Xin được chúc toàn thể các anh chị một buổi chiều tối thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình yêu thương của mình ạ.